Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu về cái chính sách và giá bán của chiếc xe Toyota Vios. Hiện tại thì đang là gần cuối tháng 12, thì nhiều anh chị thứ nhất là muốn nhận xe để hưởng ưu đãi kép từ nhà máy và nhận được cái ưu đãi từ nhà nước là giảm thuế. Thì cũng trong cái luồng suy nghĩ đấy thì cũng có một số anh chị là đang muốn tham khảo về cái thông tin là nếu mà mình đợi sang 2022 thì lấy đời xe 2022 thì nó có lợi được hay không. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật luôn như này. Thì nếu mà anh chị là trong tháng 12 thì chắc chắn sẽ được ưu đãi kép. Thứ nhất là được giảm thuế từ nhà nước này, và thứ hai được giảm thuế từ nhà máy. Tuy nhiên là sang tháng 1 năm 2022 thì chưa có thông tin chắc chắn là nhà máy sẽ hỗ trợ thêm cho anh chị về một phần thuế trước bạ. Và ngoài ra thì và đấy là cái mặt lợi nếu anh chị lấy được trong tháng 12 là được chắc chắn được giảm thuế 2 lần. Còn ngoài ra thì nếu mà anh chị lấy tháng 1 thì nó có ưu và nhược điểm như sau. Thứ nhất là anh chị chưa chắc được hỗ trợ thuế từ nhà máy, nhưng chắc chắn là sẽ được hỗ trợ từ nhà nước rồi. Còn đời xe của anh chị là sẽ là sản xuất 2022 thì theo thường lệ thì những cái xe mà có năm sản xuất nhỉnh hơn một đời thì sau khi bán lại thì nó có thể lợi được 5-7% xe. Còn ngoài ra thì nếu mà anh chị nào vẫn còn phân vân và không biết lựa chọn như thế nào cho hợp lý thì có thể em đưa ra một cái phương án như là anh chị cứ liên hệ trước cho em sẽ báo cáo và đặt cho anh chị về cái thời điểm tháng 1 năm 2022. Nếu anh chị vẫn muốn làm theo cái phương án đấy thì khi nào mà có cái giá tốt nhất của năm 2022 thì em sẽ vào cọc cho anh chị. Thì lúc đấy thì nó sẽ được lợi hơn, cũng chưa chắc chắn là sẽ được giảm thuế từ nhà nước đâu. Nhưng mà nếu mà thứ nhất là giữ được cái lịch xe thì anh chị vẫn có xe trước Tết này. Thứ hai là vẫn là được đời xe 2022, và thứ ba là được giá tốt nhất khi mà có chính sách của 2022. Thì anh chị liên hệ cho em qua cái số hotline ở trên màn hình ấy. Thì trong video này thì em sẽ giới thiệu luôn về những một số cái bản bên em vẫn đang còn. Ngoài ra thì cập nhật anh chị về cái lịch xe. Vios hiện tại thì có 4 phiên bản. Tuy nhiên là cái bản thể thao thì cũng không được nhiều khách hàng lựa chọn và ưa dùng cho lắm. Thì nếu mà anh chị có nhu cầu lấy phiên bản thể thao thì gọi cho em một số hotline và giá cụ thể hơn. Còn ngoài ra thì trước mặt anh chị đây là phiên bản G, là phiên bản xăng đủ. Còn phiên bản giá nên biết là 581 triệu hiện tại đang được hỗ trợ lên đến 40 triệu. Còn phiên bản số tự động tiêu chuẩn sẽ được hỗ trợ giá niêm yết là 531 triệu mà sẽ được hỗ trợ là 35 triệu. Còn phiên bản số sàn là 478 triệu sẽ được hỗ trợ lên đến 50 triệu. Thì anh chị có thể liên hệ cho em qua số điện thoại, em sẽ cân cho anh chị về cái giá này, về giá lăn bánh, về cái thủ tục trả góp, về trả trước bao nhiêu và trả tháng bao nhiêu, và được hỗ trợ cụ thể như nào. Anh chị chọn lựa đồ đạc làm sao cho hợp lý, hay là lấy bao nhiêu tiền mặt là hợp lý, thì cứ gọi cho em qua số hotline, em sẽ giải thích cụ thể hơn về cái nhu cầu của anh chị. Em trong khuôn khổ video giới thiệu nhanh như vậy thì em xin phép giới thiệu khái quát. Còn anh chị nào cần hỗ trợ thêm thì liên hệ cho em. Em xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo.